Hello các em, chị đã quay lại rồi đây. Các em thấy chú chó trên tay chị có đặc biệt không? Chú có cái má hơi sệ như hai chiếc bánh bao ấy. Đáng yêu các em nhỉ? Hôm nay chị em mình sẽ cùng nhau vẽ một chú Pitbull chân ngắn siêu cấp đáng yêu này nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên chị vẽ một chiếc mũi giống hình một đám mây nhỏ. Một đường kẻ thẳng từ mũi xuống. Rồi chị vẽ hai nét cong có kích thước bằng nhau ở hai bên. Và nối chúng lại với nhau bằng một đường cong đi qua mũi. Thêm hai đường cong nhỏ xíu ở dưới làm miệng. Sau đó chị vẽ hai hình tròn hai bên làm mắt. Mỗi bên mắt chị vẽ hai hình tròn nhỏ ở bên trong. Rồi chị vẽ một hình cong giống hình tròn bao quanh mắt và mũi. Chị vẽ tiếp tục hai đường cong từ mắt lên đầu. Thêm mấy chấm nhỏ hai bên miệng. Sau đó chị vẽ chiếc tai bằng một hình cong nối với một hình lượn sóng. Tương tự với chiếc tai bên cạnh. Thêm 3 nét cong trên mũi tạo độ nhăn. Từ mặt, chị vẽ một đường cong xuống và một chiếc chân trước. Thêm hiệu ứng móng chân. Tương tự với chiếc chân còn lại bên cạnh. Từ chân trước, chị vẽ một đường cong nối tiếp. Và cắt ngang bằng một đường cong. Thêm hai đường thẳng vuông góc. Rồi nối một đường cong nữa xuống làm thân và chân sau. Thêm hiệu ứng móng chân. Và chị vẽ một chân sau nữa tương tự. Từ phía sau chị vẽ một chiếc đuôi ngắn đáng yêu.
Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé. Chị vẽ xong bức hình chú chó Pitbull mặt sệ vô cùng đáng yêu rồi các em ơi. Những chú chó này ngoài đời khá là hung dữ, nhưng nhìn bức tranh trên tay chị thì chú thật hiền lành đúng không nào? Chúc các em có thật nhiều bức vẽ đẹp nhé. Bye bye!